vô đây. Việc qua như làm thì là đúng đấy, nhưng mà gì đấy, nhưng mà thì như mình nói gì thì nói nó cứ phải ở trong ngành được như ấy được chứ, còn phải học cái nhẫn vừa rồi tôi đã phân tích các ngành các chị. Khi mà đọc những thế, bác có cảm thấy tự hào về con mình không? Vâng, tự hào đúng không? Vâng. Nhưng mà nhiều đêm bác đã khóc vì anh Khoa đúng không? Thì vâng. Xin được khởi ngành, có bao giờ khóc không? Mấy đêm tuần không ngủ được các anh ạ. Tuần không ngủ được à? Vẫn khóc à? Vâng. Vâng, dạ. Khi mà xin khởi ngành, anh Khoa có báo cáo bác không? Không. Không, cứ là. Vâng. Bác có bị sốc về cái vấn đề này không? Sốc quá chứ. Dạ, dạ. Sốc. Tôi thấy anh ấy nói anh xin mời anh, chân tay tôi nhũn hết rồi, tôi không đứng được cơ mà. Tôi chỉ muốn gọi là em nó trở lại ngành để nó có công ăn việc làm, cũng như là nó để nó ổn định cuộc sống của nó thôi. Chứ còn như thế này nó làm cái gì cũng không được đảm bảo, chứ phải đấy, cho nên là tôi chỉ mong như thế thôi. Bệnh này cũng rất là lo, lắm hôm nói thật đấy, chó cắn nó không có nhà nhưng mà đấy 12 giờ đêm tôi vẫn cứ đạp xe là ra xem tình tiết ở ngoài này thế nào. Thứ nhất là thế, thứ hai ở cánh đồng nó có bị ổ nghiện. Đến hôm qua tôi bảo nó bây giờ mày trình bày công an xã, bây giờ cái ổ nghiện người ta giờ đi giờ lại nó đâu. Nhưng mình giờ nó nhộn nhạo, biết ai vào mấy ai.